Cửa này là trải qua mấy chục năm rồi nhá. Hơn 20 năm rồi bây giờ mới tháo ra này. Để chúng ta làm lại mới nhá, làm đồ cũ thành đồ mới nhá các bác nhá. Giường, tủ rồi tất cả các loại làm mới. Đây này, cái chốt gỗ này này là phải đóng xong để giữ im nó, lại dùng lại là cái chốt tre ngày xưa nó tốt. Xe già nó tốt, bây giờ vẫn còn dùng được. Đóng khéo nó ra xong bắt đầu là để máy lại. Thế hôm qua đâu nhỉ? Cái gõ hôm qua đâu rồi? À đây rồi. Đây nhá anh em tháo ra xong chúng ta để nguyên như này nhé, còn khi chúng ta mài hết sạch đều chứ là lắp trở lại, đóng chốt trở lại. Đây, người bác kia đang tháo cánh kia làm bộ nào ra bộ đấy luôn. Anh em làm từng món một, vì nhà này làm rất nhiều đồ luôn. Toàn gỗ đinh không nhá, bác nhá, gỗ này, nó độ bền cao, vài nghìn năm ảnh hưởng như luôn. Đây này anh em, sau khi mình đánh đánh sạch đẹp ra rồi nhá anh em nhá, đây là bụi nhá. Đây, đánh sạch đẹp ra rồi, các cái góc cạnh này nhá chỉ làm rồi này, các cái mặt bên trong này chúng ta đánh đi này. Đấy, đánh đi, đánh sạch đi. Đấy, thì sẽ tiến hành là lắp trở lại. Sau khi lắp lại thì mới chúng ta mới đánh cái mặt này nhá anh em nhá. Đấy, hai bộ đây anh đang làm một bộ đây. Đây, sau khi anh em mà đã mài hết toàn bộ bên trong và lắp vào như thế này rồi nhé. Đây, sau đó sẽ chốt trở lại. Đây, chốt trở lại đây. Chốt trở lại, sau đó là sẽ mài toàn bộ cái mặt phẳng này là đã hoàn thành rồi. Đã hoàn thành một cái cửa đấy. Đây nhé các bạn nhé. Đây.
đấy, sau khi anh em lắp xong rồi anh em chào phát đi rồi sáng bóng như với em cái gì đây. Đây nha anh em, sau khi mà chúng tôi đánh xong này, các góc, các cạnh rồi các thứ này, anh em sẽ được cái sản phẩm nó như thế này đấy. Chính y đấy. Anh em mới làm nên lưu ý nhá, làm người ta cái chuồng cửa cũ mà làm như này. Và sau đây là bây giờ chỉ việc bắn sơn vào, bắn bóng vào nữa thôi, lót xong rồi đánh ngon nghẻ đi, thế là sơn lên là đẹp. Anh em thấy cái chuồng cửa lúc đầu nó thấy nó ghê rợn, nhưng bây giờ nó đẹp như thế này. Đấy, đi làm thợ mới làm thì để ý nhá, đây rất là đẹp luôn. Gỗ đinh thì không phải giới thiệu anh em, gỗ đinh nó là thách thức với lại tuổi thọ con người rồi, vài đời nó cũng chả hỏng được đâu. Đây bây giờ bác kia, bác đang tháo cái tủ cái ấy để làm tiếp này. Đây nhá, các sản phẩm em làm bên trong, các bác nhìn đây, nhiều lắm, nhà này làm nhiều đồ lắm. Đây cửa to đã làm xong đây, đấy làm xong rồi, với cái giường kia cũng xong rồi. Còn mấy cái tủ, mấy cái thứ này anh em đã tiếp tục làm.